Cái ý tưởng của tôi với vợ tôi cũng trong những đêm nằm trên giường trời mưa lạnh lẽo, chúng tôi nghĩ ra câu chuyện này thôi. Chúng tôi luôn luôn muốn nghĩ đến một cái câu chuyện nào đó mà nó mang tính tác động đến xã hội, để người ta xem phim xong người ta cảm thấy yêu thương nhau nhiều hơn và đồng cảm cho nhiều số phận trong cuộc sống này nhiều hơn. Tại vì có những số phận mà chúng ta bỏ quên họ, hay là chúng ta nhìn sai về họ, chúng ta chưa có những cái định nghĩa đúng về họ, thì chúng ta luôn luôn có những cái cách nhìn phiến diện của mình. Và bằng một cách nào đó tôi sẽ lôi cái góc nhìn đó ra để lên trong phim của tôi cho mọi người tự cảm nhận. Nếu ai cảm thấy đồng tình với ông Trấn Thành thì họ sẽ thay đổi cách nhìn, họ sẽ thương yêu nhiều hơn. Còn nếu không đồng tình thì cũng là một trải nghiệm, tôi nghĩ vậy. Thì cái phim này tôi nghĩ nó trước dịch cơ, đáng lẽ là quý vị sẽ được xem trong Tết năm nay luôn á, nhưng mà tại vì vừa nghỉ xong chưa kịp làm cái gì là dịch kéo đến và rất dài, và thế là quý vị thấy tôi là đắm chìm trong những cái scandal không hay, cho nên tôi cũng không có tinh thần để tôi làm cái gì cả. Nhưng tôi không bao giờ bị áp lực bởi những cái điều mà không không hay đến với mình. Tôi luôn quan điểm rằng là một cái con người không thể diễn mãi được. Tôi nói thật với quý vị rằng là quý vị bảo rằng ai đó có thể diễn xuất hay là giả tạo gì, tôi nghĩ rằng là sẽ có một giai đoạn nào đó thôi, không ai diễn giỏi được cả. Quý vị cứ quan sát họ 5, 10 năm mới lòi ra hết. Làm sao ai mà diễn mãi một cái vai diễn cả đời mà được, không ai nói dối được mãi cả, kiểu gì cũng sẽ lòi ra mà. Cho nên là tôi nghĩ rằng là quý vị cứ quan sát tôi, quý vị sẽ tự có câu trả lời tôi là ai trong lòng quý vị, và tôi đã làm gì, và tôi có làm gì sai hay không, và tôi có thật sự là một cái người như mọi người đang đồn đại hay không. Tôi tin chắc là những điều tôi làm ít nhiều gì nó ảnh hưởng đến cách nhìn của quý vị về tôi, chắc chắn là như vậy. Và mỗi người sẽ có một câu trả lời, và câu giải thích luôn luôn là thừa mà. Chúng ta sẽ luôn luôn giải thích là thừa với những cả những người yêu mình và cả những người ghét mình. Khi họ đã ghét rồi, nói kiểu gì họ cũng sẽ ghét. Đưa hết giấy tờ ra rồi cũng bảo bạn tiếp tục sao kê đi. Thì tôi nghĩ rằng là lúc nào cũng vậy thôi. Cả đời chúng ta sẽ không bao giờ giải thích được hết những gì mà mình làm. Còn khi đã yêu rồi, quý vị chẳng cần bắt tôi làm gì cả. Quý vị sẽ tin ở cái ông này từ năm ngày đầu tiên tôi đã quan sát ông, cách ông sống, cách ông làm việc, kiểu gì tôi cũng tin ông. Thì tôi nghĩ giải thích luôn luôn là thừa với những cả người yêu lẫn người ghét của mình. Cho nên tôi không giải thích, tôi chỉ làm thôi. Và quý vị hãy xem. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi có làm sai gì, có pháp luật sẽ trừng trị tôi nghĩ vậy. Chắc chắn là như vậy. Không ai thoát khỏi lưới trời cả. Tôi dám khẳng định hạnh phúc rằng là tới giờ phút này tôi chưa cảm thấy có lỗi gì với lương tâm của tôi cả. Tôi chưa bao giờ làm sai gì với người dân của mình cả. Tôi yêu nước, thưa quý vị. Tôi cũng yêu Việt Nam này. Tôi yêu những người dân nghèo. Tôi cũng yêu. Và tôi đã làm gì đó cho họ thì quý vị tự nhìn. Tôi không kể. Những gì tôi làm tôi không muốn kể. Nó đã hiện hữu. Và ai muốn tin thì tin, ai không muốn tin thì thôi. Tôi nghĩ vậy. Cho nên tôi sẽ làm nghệ thuật thôi. Và nghệ thuật tôi sẽ là câu trả lời của cho những điều mà tôi đã làm. Cảm ơn. Trước tiên phải nói rằng là hiện nay thì chúng tôi vẫn đang trên quá trình final để biết Mai là ai. Vì Mai á, là một cái vai cực kỳ khó. Mai là vai trung tâm của phim. Quý vị thấy tên của dự án cũng là tên của nhân vật là Mai. Mai là tên của cô ấy. Mai cũng là ý nghĩa của ngày mai. Và mai cũng là mai một. Rất nhiều những điều tôi muốn chia sẻ thông qua nhân vật này. Thì tôi nghĩ rằng là khi quý vị gặp được cô Mai thì tôi tin chắc rằng là bản thân diễn viên đó cũng là một diễn viên đã từng trải qua rất nhiều nỗi đau trong cuộc sống để cùng trải nghiệm với tôi nhân vật này. Nhân vật này sẽ mang một cái sứ mệnh, sẽ là một người nào đó trong quý vị ở đây, đặc biệt là chị em phụ nữ ở Việt Nam. Tôi có những thông điệp để gửi đến cho họ, và tôi hy vọng rằng là khi chị em phụ nữ đi xem cái phim này sẽ cảm thấy được an ủi hơn, có ai đó để hiểu được những gì mà quý vị muốn nghĩ, và thậm chí là các anh đi xem xong phim này sẽ yêu thương phụ nữ nhiều hơn, biết cách chia sẻ với họ nhiều hơn. Có những nỗi đau mà chỉ có họ mới biết. Nhiều khi đàn ông mình nhìn bên ngoài thì không thể thấy được. Thì như anh hỏi là tôi có biết là thông tin này anh lấy ở đâu mà nhanh quá. Thì chúng tôi có làm việc với rất là nhiều những ngôi sao hiện nay. Như anh biết là tôi cũng rất là thích
Katy Nguyễn tôi đã từng chia sẻ rõ ràng là tôi rất là muốn làm việc với em ở trong một cái dự án điện ảnh nào đó. Tôi sẽ luôn luôn giữ cái ý định đó, và nó không phải là bây giờ, bởi vì gương mặt của Katy Nguyễn trẻ hơn Mai của tôi rất nhiều, cho nên là về ngoại tạo hình thì không đúng. Cho nên tôi sẽ hẹn Katy ở một cái dự án phim khác, và chắc chắn tôi sẽ làm việc với Katy ở một dự án nào đó. Tại vì tôi bản thân tôi cũng rất là thích cái cách diễn và tính cách của Katy. Về việc thứ hai thì không những chỉ có Ngọc Trinh, mà chúng tôi có gặp rất nhiều người, như là cả Miu Lê, cả Ngân Khánh, cả cả Lý Nhã Kỳ và Salim nữa. Có rất là nhiều người chúng tôi đã gặp gỡ, và chúng tôi vẫn đang trong cái quá trình là final cuối cùng để chọn ra Mai là ai, và có cả Ngọc Trinh nữa. Có lẽ tôi hơi khó khăn trong cái việc lựa chọn, bởi vì tôi biết rằng cái vai diễn này nếu như họ không thực sự cảm thụ nó thì khó để khán giả tin được câu chuyện của tôi lắm. Cho nên tôi phải thật sự rất là kỹ lưỡng với quyết định của mình. Và tôi cũng rất là cảm ơn những nữ nghệ sĩ vừa rồi tôi đã nêu tên. Họ đã rất là cố gắng, kiên trì với tôi, gặp gỡ tôi để nghe câu chuyện, để cùng cảm với tôi. Và tôi cũng sẽ rất là sorry nếu như là tôi không chọn. Không phải là vì các bạn không tài năng, đôi khi chỉ là vì cái nhân dạng và cái tính cách nội tại của các bạn không giống với là cái cô Mai mà tôi tưởng tượng thôi. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Chứ khi tôi đã liên hệ được với những nữ diễn viên đó thì chắc chắn họ là những người tài năng, và tôi tin cái khả năng diễn xuất của họ. Nhưng mà đôi khi là cái insight của họ không giống với cái cô Mai mà tôi tưởng tượng. Bởi vì khi một cái insight của người diễn viên nó giống với cái nhân vật, hiểu được nhân vật, thì chắc chắn trước tiên lại là thành công được 50% rồi. Tôi nghĩ vậy. Và cái ngoại hình của họ phù hợp với cái nhân vật là mình đã thành công được 50% rồi. Mình đã bớt được một cái giai đoạn là phải bắt khán giả tin cái người đó là một cái người như thế nào, chứ nhìn vào là mình tin cái người đó rồi. Thì tôi nghĩ vậy. Trong cái phim này thì tôi sẽ lùi lại một tí để tôi đóng một cái vai thứ thôi. Để xuất hiện vừa phải thôi. Và tôi nhường toàn bộ đất diễn cho Tuấn Trần, là một cái người tôi rất là tin tưởng sau bố già. Anh ta sẽ tiếp tục làm vai chính, nam chính trong phim này. Và cũng cảm ơn cái câu hỏi của anh Hùng là không bao giờ quý vị thấy tôi lặp lại một cái gì mà tôi đã làm ở trên màn ảnh của tôi cả. Đây có thể là những người thân của tôi, những người quen biết của tôi. Quý vị có thể thấy họ trên YouTube hay là những sinh hoạt hàng ngày của tôi, nhưng quý vị sẽ không bao giờ thấy họ trên điện ảnh của tôi. Bởi vì lúc đó họ là nhân vật của họ, với những tạo hình khác, với những con người khác, với những tính cách khác. Quý vị sẽ không bao giờ thấy Lê Giang, không bao giờ thấy Liên Dương Bảo Lâm say hay bán hàng online. Quý vị sẽ không bao giờ thấy Quốc Khánh. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những con người khác, với những tên gọi khác, những nhân dạng khác, những tạo hình khác. Tôi tin chắc là tôi sẽ làm được điều đó, và tôi muốn chứng minh rằng nghệ sĩ sân khấu hoàn toàn có thể diễn điện ảnh được một cách tuyệt vời. Tôi chia sẻ trong Trấn Thành ảnh rất là thân với Trấn Thành là Harry Won, mà không thấy anh mời cộng tác từ Cua Lại Vợ Bầu cho tới Bố Già, rồi không biết Mai này tôi cũng không thấy tên Harry Won trong các báo chí. Vậy thì anh tính để dành Harry Won đến dự án nào nữa, hoặc là anh đã có ý định mời Harry Won tham gia phim của mình hay không? Thưa quý vị, người ta thường nói là save the best for last. Tôi với vợ tôi có một cái giấc mơ điện ảnh riêng của chúng tôi, và câu chuyện của Harry Won quý vị sẽ được theo dõi sau 10 năm nữa. Dạ, tôi sẽ làm một cái phim gì đó. Dĩ nhiên tôi nói thật rằng là cái chuyện mà vợ chồng mà cùng xuất hiện trên điện ảnh bây giờ thì mình phải kiếm một cái vai nào nó thật sự phù hợp, chứ không thôi người ta không còn tin nữa. Diễn Mùi Mẫn nó không tin nữa, thì người ta thấy quen quá rồi. Còn đặc biệt hơn hết là tôi nghĩ rằng là tôi với vợ tôi có một cái dự án rất là hay ho, và đến lúc đó quý vị sẽ biết. Dĩ nhiên mà nói thì vợ tôi thì nếu mà để ca hát thì nó sẽ dễ hơn, còn vào vai nhân vật trong điện ảnh thì phải có những nhân vật phù hợp với là cái voice của vợ tôi, tại vì cũng là người nước ngoài, cho nên là cũng không thể o ép khán giả vào để xem những cái vai thuần Việt được. Cái bộ phim Mai của tôi cũng là một bộ phim thuần Việt, thuần văn hóa Việt, cho nên là tôi hy vọng là sẽ được mang đến cho vợ tôi một cái vai diễn nào đó thật sự là phù hợp với cô ấy trong tương lai, để quý vị xem đó là diễn viên Harry Won chứ không phải là vợ Trấn Thành. Dạ,
Xin cảm ơn những câu hỏi của anh Hùng. Tôi rất muốn mời Hà vào dự án này luôn, tại vì Hà cũng khá là hợp với Mai. Thế nhưng, tôi nói chỉ thế nhưng Hà bị diva quá. Có là các bạn nhìn vào Hà, các bạn thấy Hà đẹp quá đi. Kiểu mà đẹp theo kiểu là giàu có quá đó. Mai không giàu được. Mai không giàu được như thế. Cho nên là những người khác tôi nghĩ là tôi có cách để tôi làm cho họ bớt xịn hơn, bớt sang hơn để vào nhân vật. Tôi không biết tôi phải làm gì với Hà để cho Hà bớt. Tại vì mình nhìn Hà quen quá mà Hà đẹp quá rồi. Tôi không biết cách nào tôi làm Hà mà trở nên nghèo nàn đi á. Dạ. Tôi không biết cách á. Dạ. Chứ thật sự là rất muốn. Nếu như vậy thì chắc là nhạc phim của Mai thì có thể để cho chị Hà được không ạ? Tôi đang hỏi là có phải là Hồ Ngọc Hà gài người vào đây không ạ? Dạ không phải không. Sao bạn bảo với Hà một cách tuyệt đối như thế ạ? Dạ. Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn. Chắc chắn là Hà Hồ Ngọc Hà thì cũng đã trải qua nhiều nỗi đau và tôi nghĩ là cô ấy biết đâu cô ấy cũng sẽ thể hiện một cái bài nhạc phim rất là hay. Không, tôi hy vọng. Dạ, cảm ơn bạn lời đề nghị này.